Dạ bán được không anh? Ừ. Bán được rồi. Con ăn không à? Cũng được, mà hai ngày nghỉ rồi, ông nhà đâu có bán. Mai bán lại. Đâu rồi. Mày bán lại à? Mày mày ý. À, mày có mày ý đó hả? Ngon. Được, được, được. Ngon. Wi-Fi mấy giờ? Wi-Fi nó đang đi ăn cơm rồi. Tầm xíu nữa. Xíu nữa. Nhắn luôn đẹp. Xéo này vô nó đẹp liền. Lắm. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.